Đây là sắc xuân, mùa xuân nè các bạn ơi. Nhìn thấy bông đẹp không? Bông vàng nở. Bông gì mà nó đẹp quá. Xuân đã đến rồi các bạn. Đây là mùa xuân nè. Ồ, này cái bông này là cái bông hoàng yến nha các bạn. Ồ, nó vàng nó đẹp quá. Bông hoàng yến. Ồ, bây giờ các bạn giới thiệu các bạn thấy chùm bông, chùm luôn. Trên đó. Đó bên đây nữa nè. Đó. Mình sẽ làm mứt chùm ruột nha các bạn. Tết. Tết mà. Vời đâu. Bông bò à? Ờ, đẹp quá ha. Cây này giới thiệu các bạn cây bông bò nha. Nhìn. Giờ dịp này nó đổ bông nè. Này có trồng không cô hay là tự nó mọc lên vậy cô? Thấy cái bông là nhà của cô này đẹp quá. Ủa bông này bông gì đẹp quá vậy cô? Bông trên trên vàng á. Đây là bông tigon. Bông tigon hả? Ồ đẹp. Bông tigon cũng trồng được nữa ta. Bông tigon giống như ở đâu Đà Lạt hay gì mà. Ờ. Thấy đẹp quá ha. Mai này. Thôi em ơi mày bứt quá đại bông. Anh chị có chồng không? Đây. Thấy cái mai này Tết này nó sẽ trổ nhiều đó nha. Bứt quá trời bứt luôn à. Đã luôn á. Này chắc là trổ đúng giờ luôn á, nhìn cái mai này. Này chỉ mùa xuân nó mới trổ là được vậy. Con bông này cũng đẹp quá đây. Hồi đó em đi không có em đi hành quân giả ngoại ở cơ quan đi đâu á. Rồi em bông. Hái bỏ vô túi đâu không có tiền về tới giờ. Có mấy hộp mà họ là tôi. Trời ơi cái nhãn trái nó thơm. Thơm phức luôn, đứng ngoài đường luôn mà nó thơm tới bên đây luôn. Ồ nhìn nhãn xuống luôn à. Đó. Trời ơi. Đã không? Để các bạn nhìn thấy cây nhãn trái quá trời luôn, để vô hỏi. Thơm không? Bông bập. Tết đủ các loại. Đủ các loại hoa này mình đứng chỗ nào mà thấy hoa đẹp, thấy bông này, bông bập này cũng đẹp đó. Thank you.
khác hồi nãy. Ồ, đây cũng mai rồi nổi rồi. Giới thiệu các bạn đây, nhìn bên kia bờ bờ sông, thấy nguyên một nguyên một cái đường trời chăn thỏ quá trời luôn, bông nó đẹp tuyệt luôn, nó dài luôn đó. Ôi cái này bây giờ chuẩn bị theo nghĩ chuẩn bị cắt máng luôn, nhiều trời đó quá trời luôn. Có bông lục bình màu tím cũng đẹp lắm. Thấy cái cây này bông nó cũng đẹp quá, mình không biết gọi là bông gì, nó mọc dọc đường nữa mà, nhìn nó có trái luôn á. Cái cây hoa này nhìn đẹp quá, cái này giống như cây cần quá, đâu cần. Tết đến rồi, nhìn mấy hoa nở đẹp quá các bạn ơi. Thank you.
sữa. Chùm chuẩn bị ra trái, trái mận nhỏ 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 ra trái nhiều không mà quá trời luôn đó. Còn mùa xuân nữa trái đâm chồi ra trái quá trời đó. Cái cây, thấy cây mận ở đây không, cây mận trái ghê không đây. Đây có bụi hoa đẹp, hoa tường ở đây nha mọi người, tường đây tự nhiên nó có rụng mọc lên mụn mụn hoa đẹp quá. Đây. Mình đi đâu cũng gặp hoa đẹp.